Mến chào quý khán giả đang đến với chương trình Thời sự TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất. Một đơn vị quân sự Ukraine vừa bị pháo binh Nga càn quét, hàng chục lính tử trận. Theo hãng thông tấn của Ukraine, vùng Sumy, 70 binh sĩ thuộc một đơn vị quân sự của Ukraine đã tử trận do hỏa lực dữ dội của lực lượng Nga. Ngày hôm qua, ngày 28 tháng 2, pháo binh địch đã nhằm vào một đơn vị quân sự tại đây. Có rất nhiều người thiệt mạng. Hiện tại chúng tôi đang chuẩn bị các địa điểm làm nghĩa trang chôn cất khoảng 70 binh sĩ Ukraine thiệt mạng. Người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước khu vực Sumy, Dmitry Zivitsky, thông báo. Tuy nhiên, vị này nhấn mạnh rằng phía Nga cũng bị tổn thất nặng nề, song không nêu con số chi tiết. Ông cũng công bố những bức ảnh về đơn vị quân đội Ukraine vừa bị càn quét, từ đó thi thể binh lính được đưa ra ngoài.